Samsung Roblox cập nhật mới, trò chơi Robux trúng 19.999 Robux, vòng quay may mắn nổ hũ liên tục, nhận ngay Robux khi đăng nhập. Tới luôn Samsung Roblox. Top 7 sức mạnh giống nhau giữa Kimetsu no Yaiba và Naruto. Yo, xin chào 500 anh em fan cứng nang áo Bozer đến với channel của mình. Chúc mọi người một ngày vui. Thành Gươm Diệt Quỷ và Thế Giới Nhẫn Giả, hai bộ manga tưởng rằng không dính líu gì nhau, một bên diệt quỷ, còn một bên ninja đại chiến, cơ mà hai bộ lại được kết nối bởi rất nhiều điểm giống nhau, trong đó nòng cốt vẫn là sức mạnh của các nhân vật. Việc Kimetsu no Yaiba sinh sau đẻ muộn không tránh khỏi bị ảnh hưởng nhiều từ bộ manga huyền thoại Naruto. Naruto từ lâu đã là một hệ tư tưởng rồi, do đó không khó bắt gặp rất nhiều năng lực xuất hiện trong Kimetsu no Yaiba, có điểm na ná giống với mấy thứ nhẫn thuật mà bên Naruto sở hữu. Dẫu sau bà cá sấu Goto đã làm rất tốt, tránh việc bị copy ninja sao chép quá nhiều, vẫn có nét riêng biệt chứ không giống như Fairy Tail và One Piece. Ngay bây giờ, cùng mình tìm hiểu 7 sức mạnh giống nhau giữa Kimetsu no Yaiba và Naruto. Get go thôi. Thuật phân thân. Đầu tiên nhắc đến Naruto, bạn nhớ gì nhất? Không gì khác ngoài Kage Bunshin no Jutsu, thuật phân thân chứ danh của thằng Mên. Trước khi sở hữu Rasengan và được mệnh danh là Thánh Quả Cầu Chakra, nàng áo luôn chơi theo cách lấy số lượng bù chất lượng. Phân thân của cậu không mạnh, nhưng được cái dùng để qua mắt tung hỏa mù các thứ rất này nọ lọ chai. Có lẽ thuật phân thân đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta, những người mê Naruto. Và tất nhiên, trong giới manga, Goto cũng không phải ngoại lệ. Ngài cá sấu đưa rất nhiều tình tiết tương tự vào bộ truyện Con Cưng. Chúng ta có thể thấy rõ nhất đám phân thân cảm xúc của thượng tứ Hantengu. Nó là một dạng phân thân đặc biệt giống như Tsuchikage đệ nhị, dạng phân tách trực tiếp từ cơ thể, đồng thời bị giảm đi một nửa sức mạnh. Đúng vậy, ngoại trừ bốn con quỷ hỉ nộ ái ố ban đầu, nếu chúng tiếp tục phân thân thì cứ mỗi lần như thấy các Bunshin lại yếu dần đi, chúng cũng có thể hợp thể để tạo ra một bản thể mới với cái tên Zou Hakuten, sở hữu sức mạnh mới ao trình tất cả bọn cảm xúc ban đầu. Một trường hợp khác, phân thân băng giá của thượng nhị Duma cũng là ví dụ điển hình cho thuật Bunshin khét tiếng trong Naruto. Thông thường chỉ với phân thân băng, Duma đã ao trình trụ cột. Hắn không cần trực tiếp ra tay, chỉ cần đứng một chỗ và spam skill là đủ hạ sát dàn kiếm sĩ. Chỉ khi bị trúng độc của Shinobu, cơ thể dần yếu đi, hắn mới để lộ ra sơ hở. Tốc độ chậm chạp tạo cơ hội cho Kanao và Inosuke tấn công. Nếu không thì còn lâu, hai kiếm sĩ trẻ tuổi mới thắng được tên thượng huyền đệ cứng Muzan. Sức mạnh các nguyên tố: thủy, thổ, phong, hỏa, lôi, năm nguyên tố chakra cơ bản quá nổi tiếng trong Naruto. Đây cũng là năm biểu tượng đại diện cho ngũ đại cường quốc, trong đó hỏa quốc nổi bật nhất vì có làng lá quê hương của thằng Mên nang áo. Trong Kimetsu no Yaiba, chúng ta cũng quá quen với các trụ cột, và tất nhiên năm dạng thở đầu tiên trong lịch sử cũng chính là thủy, hỏa, phong, lôi và nham. Tất cả đều xuất phát từ hơi thở mặt trời của thiên tài kiếm sĩ Jōdachi. Không chỉ dàn kiếm sĩ trụ cột, phe quỷ dữ cũng được ưu ái từ tác giả, nhất là tên thượng tứ Hantengu với 6 bản thể phân thân cảm xúc, mỗi kẻ sở hữu một huyết quỷ thuật riêng biệt. Sekido tức giận dùng quyền trượng tạo ra lôi độn đánh thẳng vào kẻ thù. Karaku vui vẻ là một tên sử dụng quạt lá phong, cú thổi của hắn có thể hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Còn đó Aizetsu và Urogi, mỗi kẻ những một sức mạnh khác nhau. Để không bị nhầm lẫn quá nhiều với bộ manga Naruto, bà cá sấu hạn chế tối đa sử dụng quá nhiều điển tích. Mỗi cái một chút thôi, nhiêu đó cũng đủ khiến chúng ta liên tưởng tới các nhẫn giả bên Naruto. Rõ ràng, Goto là một fan cứng của thế giới ninja, biết chừng từng cộng tác với bác Kishi cũng nên. Cái hay là bà đã tạo nên một bộ manga cổ điển có nét riêng. Hiện tại, phần movie Chuyến Tàu Vô Tận vẫn đang là top 1 doanh thu phòng vé về sản phẩm anime. Một chiến tích lịch sử mà rất khó có movie nào trong tương lai vượt qua được. Huyết kế giới hạn. Trong Naruto, chúng ta có khái niệm về cách cây Genkai, hay còn gọi với tên gọi quen thuộc huyết kế giới hạn. Bằng cách kết hợp hai nguyên tố chakra vào với nhau, một loại chakra đặc biệt sẽ xuất hiện với sức mạnh cao cấp hơn. Những người sở hữu cách cây Genkai đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ. Ở Thanh Gươm Diệt Quỷ, chúng ta có băng của Duma. Theo lý thuyết Naruto thì đây là sự kết hợp nguyên tố thủy và khả năng kiểm soát mật độ không khí. Băng của thượng nhị rất mạnh, chúng được tạo ra từ cây quạt thổi gió lạnh của hắn. Một người bình thường không thể sống sót khi đến gần huyết quỷ thuật này, họ thậm chí có thể bị đóng băng cho đến khi ngạt thở. Ngoài ra, một huyết kế nổi bật không kém là mộc độn được sử dụng bởi bản thể Zou Hakuten. Tên này còn giống với đệ nhất Hashirama như hậu duệ chính thống.
bằng cách gõ vào những cái trống lục đạo phía sau lưng, rồi Uhakuten triệu hồi Mộc Long tấn công đối thủ. Không chỉ một mà còn nhiều con rồng gỗ sẽ xuất hiện tóm lấy kẻ thù. Sức mạnh của nó không phải bàn cãi, Mộc Độn là một trong huyết kế giới hạn mạnh nhất rồi còn gì. Trung hệ điều hành với Yamato chứ đâu. Theo anh em, trong Kimetsu còn có những loại kết kê Genkai nào nữa? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Thuật không não. Úi giời, đây rồi, ông nào cãi hộ tôi. Đây mới là điểm giống nhau nhất của hai bộ truyện. Hai thằng main đều là cao thủ của bộ môn nhẫn thuật Talking no Jutsu. Naruto thì khỏi phải bàn rồi, một hệ tư tưởng lớn trong việc sử dụng sức mạnh của ngôn từ. Không chỉ chinh phục bạn bè, thầy cô, Nano còn có thể biến chuyển càn khôn chỉ với vài phút trò chuyện với phản diện. Số người dính phải thuật thông não của Naruto nhiều vô kể, từ yếu đến mạnh, từ đàn bà đến đàn ông, người già và trẻ nhỏ. Chỉ cần cho thằng Na có tầm 10 phút phun nước miếng, auto phản diện, bại trận mà không cần đánh đấm. Đấy là lý do tại sao cụ ma cứ gặp là đánh, chứ không cho thằng Na có cơ hội thi triển bí thuật. Không bá đạo được như tiền bối Senpai, Tanjiro chỉ thông não chủ yếu là bạn bè và đồng đội. Cậu đã khiến cho rất nhiều kiếm sĩ từ tân binh đến trụ cột đều phải thay đổi tính tình, bước ra khỏi bóng tối mà họ kìm nén bấy lâu nay. Một vài cái tên tiêu biểu như Genya, Tomioka, Sanemi hay Muichiro, cứ hễ gặp thằng men tán gẫu đôi điều là y như rằng họ thân thiết lúc nào không hay. Sức mạnh của ngôn ngữ cảm xúc là thứ năng lực đặc biệt nhất của thằng men. Nhờ có nó mà cậu trở thành chủ lực trong trận chiến cuối. Tất cả đều đặt hết niềm tin vào chú bé Tan, kỳ vọng cậu có thể đánh bại tên chúa quỷ với sức mạnh của sự đoàn kết. Hồi tưởng quá khứ, một trong những thứ sức mạnh khó đỡ nhất, gần như bộ manga cổ điển nào cũng có chứ không riêng gì Kimetsu và Naruto, nhưng phải công nhận đây là hai bộ kinh điển sử dụng thủ thuật hồi tưởng nhiều nhất. Trong thế giới nhẫn giả, cứ mỗi lần rơi vào hoàn cảnh éo le, phe chính nghĩa lại sử dụng tuyệt chiêu hồi tưởng, nhớ lại thầy dặn, cha dặn, mẹ dặn, chỉ cần nhớ lại lời ai đó căn dặn, dạy dỗ, y như rằng là nâng cấp sức mạnh ngay lập tức. Chúng ta có thể kể đến một vài khoảnh khắc kinh điển như lúc Naruto nhớ về những lúc Kakashi, Jiraiya dạy dỗ, bất chợt bùng phát sức mạnh và tạo ra những pha lật kèo kinh điển. Còn với Tanjiro, khứa này hồi tưởng có chút khác biệt, hồi tưởng về hẳn ký ức tiền kiếp, nhờ vậy mà thuần thục hơi thở mặt trời, dùng được luôn thế giới giác ngộ cũng như thức thứ 13 huyền thoại. Còn với những top đơn giản, cậu có thể thức tỉnh một số chiêu thức cực kỳ đúng lúc. Trong đó là khoảnh khắc buff tốc độ từ đôi chân nhờ vào lời chỉ dẫn của Zenitsu hay đạt được trạng thái bất sát khí khi nhớ lại lời khuyên của Inosuke. Thế đấy, hồi tưởng quá khứ luôn là thứ sức mạnh, điển và hợp lý nhất trong các bộ manga cổ điển. Đến hiện tại, tư tưởng này vẫn ảnh hưởng rất nhiều dù là thời kỳ hiện đại, một trong phương cách hiệu quả nhất nếu tác giả muốn buff bản hack cho nhân vật của mình. Bất tử. Sức mạnh của sự bất tử là niềm khao khát từ thời cổ đại của loài người. Từ xa xưa, nhân loại luôn nghĩ về nó nên không có gì lạ, bất tử luôn xuất hiện trong các bản manga anime, nơi đưa những suy nghĩ viển vông trở nên thực hơn bao giờ hết. Quỷ dữ, đặc ân của chúng không chỉ bao gồm khả năng hồi phục thần tốc, thể lực tuyệt vời, không biết mệt, mà đặc biệt nhất chính là sự bất tử. Nói đúng hơn là sống cực kỳ thọ, tuổi thọ của Muzan đã hơn 1.000 năm nhưng chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Theo Tamayo, dù quỷ sống gần như là bất tử, ấy vậy hoàn toàn có giới hạn, limit của Muzan khoảng 10.000 năm. Đấy là cách mà Tamayo tận dụng kích độc lão hóa khiến hắn yếu dần vì già cỗi. 10.000 năm, con số không tưởng đối với một sinh vật. Và ở Naruto, có một chủng loài sở hữu tuổi thọ tương tự như thế. Bọn tộc nhân ngoài hành tinh Otsutsuki đã quá nổi tiếng rồi. Dăm ba cái tên Otsutsuki từng xuất hiện đều đã sống qua vài nghìn năm. Cá biệt, vị thần của gia tộc này, Otsutsuki Shibai, có khi đã sống vài chục ngàn năm. Sự bất tử của loài sinh vật này là niềm khao khát mà rất nhiều nhân vật muốn có được. Madara khi lên được dạng thập vĩ đã từng nói ông sẽ bất tử nếu không bị đánh bại. Nó cũng giống như tham vọng được sống lâu, nguyên nhân mà con người chấp nhận từ bỏ quy luật sinh lão bệnh tử để trở thành quỷ dữ như tên Muzan chúa tể. Sức mạnh tinh thần. Khép lại top 7 hôm nay cũng là một trong dạng búp sức mạnh kinh điển của các bộ manga cổ điển. Sức mạnh tình thân, loại sức mạnh này bao gồm tất cả các mối quan hệ liên quan đến thằng main như là bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, tình yêu các thứ. Chỉ cần là loại quan hệ mà thằng main xem trọng, nó có quyền thức tỉnh bản ngã, phá vỡ giới hạn, đạt được ý chí một khi cơ thể không còn đủ sức gánh vác nữa. Năng lượng của ý chí, thứ sức mạnh phe phản diện luôn cảm thấy ganh tị mỗi khi đối đầu với phe chính nghĩa. Cứ đánh cho chúng sắp chết là chúng lại lấy cớ vì bạn bè, vì thầy cô các thứ ra để nói. Từ đó, buff tuôn hack tiếp tục chiến đấu, dù cho cơ thể vừa nãy mới bất động xong.
Naruto và Tanjiro đều là những thằng rất mạnh về khoản ý chí chiến đấu. Châm ngôn của hai thằng khứa là không bao giờ được bỏ cuộc, chỉ cần giữ vững niềm tin, luôn có kỳ tích xuất hiện. Chính sức mạnh tình thân đã giúp Naruto thắng được cuộc chiến với Obito. Tất cả nhẫn giả đồng loạt đến giúp cậu kéo chakra vĩ thú ra khỏi người Jinchuriki thập vĩ. Và chính sức mạnh tình thân cũng giúp Tanjiro có lại ý thức trước khi bị máu quỷ của Muzan chiếm lấy cơ thể. Thế đấy, giờ anh em đã hiểu tại sao bộ truyện Kimetsu nhanh chóng lọt vào top manga thời đại mới rồi chứ. Vừa có hoạt họa đẹp, vừa mang hơi hướng cổ điển, lại còn pha lẫn chất hiện đại trong cách kể chuyện. Xứng đáng thôi, chỉ hơn 200 chapter nhưng để lại quá nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Ok, trên đây là video top 7 sức mạnh giống nhau giữa Kimetsu và Naruto. Còn thiếu nhẫn thuật cấp cao nào không anh em nhở? Như thường lệ, chào đón 3 bạn may mắn lên sóng số hôm nay. Bạn Bobby Thanh, mấy pha nhìn Daki làm tôi cứ tưởng là đang xem hen. Hen gì? Ông phải nói rõ ra chứ, không tụi tôi lại nghĩ bậy bạ đen tối. Bớt dạy hư tôi đi nhá. Bạn Hai Yoshiki, làm top 10 nhân vật đẹp trai nhất anime đi anh, em hóng nè. Top này là phải làm hẳn 100 ấy chứ, mỗi người một gu riêng mà. Top 10 thôi là không đủ rồi. Bạn Cúc Đặng Thị, Emu với Yutaro ai sẽ thắng? Daki Emu còn khó win thì làm sao mà đấu lại Yutaro thượng lục hàng xịn được bạn ơi. Kèo này quá dễ so sánh rồi. Video đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!